Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 143 học viên. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 15 tháng 8 đến 17 tháng 8, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về những vấn đề mới trong chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. Việc cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm giúp học viên nắm vững nội dung, vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động ở từng đơn vị, địa phương.